Nếu muốn khỏe đẹp từ trong ra ngoài thì chị em nhất định dùng sản phẩm này nhá. Chị em quan tâm điều gì nhất từ khi bước qua tuổi 30? Mọi người đều muốn mình trẻ hơn, đẹp hơn, khỏe hơn, ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Đặc biệt là khi mà mình đang gần tới cái độ tuổi tiền mãn kinh hay là mãn kinh, đúng không ạ? Và đó là lý do mọi người nên dùng omega 3 nhé. Omega 3 là dưỡng chất được nghiên cứu toàn diện nhất trên thế giới từ trước tới nay. Nó là loại axit béo thiết yếu của cơ thể mọi người ạ. Vì nó chứa trong nhiều hải sản, nhất là loại cá béo ấy, nên là rất khó để chúng ta có thể bổ sung một cách đều đặn liên tục hàng ngày được. Và chị em nào mà muốn da của mình đẹp hơn ấy, thì dùng omega 3 là chuẩn rồi nhé. Omega 3 đã được nghiên cứu thì cho thấy rằng là nó có nhiều lợi ích đối với da và tóc. Nó giúp giảm tác hại của ánh nắng mặt trời lên cái làn da của mình này. Tác dụng giảm viêm, nó giúp giảm mụn trứng cá, da khô, đỏ da do dị ứng này. Omega 3 còn giúp vết thương của chúng ta nhanh liền hơn và ngăn ngừa ung thư da. Đồng thời nó cũng giúp thúc đẩy cái quá trình tăng trưởng tóc và ngăn ngừa rụng tóc nhá. Đặc biệt nhá, mọi người cũng có thể đã được nghe về tác dụng của omega 3 đối với sự tăng sinh collagen, đúng không ạ? Thực tế thì không hẳn như vậy đâu. Không phải omega 3 làm tăng sản xuất collagen, mà omega 3 giúp ngăn ngừa sự mất đi của collagen nội sinh. Một trong các tác dụng của omega 3 đối với cơ thể đó chính là chống oxy hóa này, chống viêm, ngăn ngừa những cái gốc tự do. Đặc biệt ấy là cái dầu nhuyễn thể có trong omega 3 thì nó có tác dụng tốt hơn hẳn so với cái dầu cá thông thường. Do nó chứa cái gọi là astaxanthin, một cái chất chống oxy hóa khá là mạnh. Cái loại omega 3 mà bác sĩ Tuấn chia sẻ cho mọi người đây này thì nó là cái loại duy nhất trên thị trường hiện nay chứa thành phần dầu nhuyễn thể. Xịn sò thật sự luôn nhá. Như mọi người đã biết ấy, cái tia tử ngoại UV trong ánh nắng mặt trời là một trong những tác nhân có hại. Nó làm đứt gãy các liên kết peptide trong phân tử collagen và nó khiến cái lượng collagen của trong cơ thể người bị hủy hoại và mất đi. Mặt khác ấy, thì omega 3 đã được nghiên cứu và chỉ ra rằng là nó có thể bảo vệ cái làn da mình khỏi tác hại của tia UV. Và đó chính là lý do omega 3 có thể giúp ngăn ngừa việc mất collagen nội sinh nhá. Nếu như chị em chỉ bổ sung collagen từ bên ngoài mà không chú trọng tới việc là bảo vệ cái collagen có sẵn trong người ấy, thì đấy là một thiếu sót nhá. Đối với tình trạng nám da hay là tăng sắc tố thì sao nhỉ? Omega 3 nó là một giải pháp hỗ trợ, không thể thay thế các biện pháp điều trị của bác sĩ da liễu đâu. Cho dù với 5 năm sử dụng cũng như là phân phối cái sản phẩm này, thì bác sĩ Tuấn nhận được vô vàn cái phản hồi rằng là da của em hay da của chị sáng hơn, đều màu hơn, chị cảm thấy là nám nó đã giảm đi một cách đáng kể, da trở nên căng bóng và mịn màng hơn, vân vân. Đối chiếu lại với các nghiên cứu khoa học ấy, thì bác sĩ Tuấn thấy rằng là omega 3 đúng là giúp giảm tình trạng tăng sắc tố da. Nhưng mà để khẳng định là trị nám ấy, thì bác sĩ Tuấn không dám nhận đâu. Cái lương tâm nghề nghiệp của mình khiến cho mình không thể nào mà đi ra ngoài kia và nói quá một cách trắng trợn về công dụng của sản phẩm này mọi người ạ. Ngoài các lợi ích đối với làn da thì omega 3 đã được chứng minh hiệu quả giúp ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch hay là đột quỵ, rối loạn mỡ máu hay là tăng huyết áp. Đây cũng là cái vấn đề mà chị em ở tuổi trung niên thường gặp phải, đúng không ạ? Ngoài ra thì các triệu chứng của hội chứng tiền mãn kinh hay mãn kinh ấy, nó cũng có thể được cải thiện khi mà mình sử dụng omega 3 nhé. Nếu như được bổ sung từ sớm kèm theo một cái lối sống lành mạnh, hoàn toàn chị em có thể yên tâm cho sức khỏe dài lâu đấy ạ. Mọi người có thể theo dõi kênh để xem thêm những video bác sĩ nói kỹ hơn về cái loại omega 3, hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp cho bác sĩ để bác sĩ tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.